Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của anh em chúng tôi. Mời anh em cùng theo dõi anh em chúng tôi nhá. Đắt chưa? Chảy nữa không? Anh chỉ cát cho mày đi nhặt còn gì nữa. Tay hai con thôi. Tay chỉ bắt tay. Nhanh 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 nhanh. Đồng hồ trong nước luôn. Chiều nay toàn video hàng khủng anh em, hàng vớ được cũng có. What?
anh em ạ. Ở đây anh em xoay cho em mắt đi, đứng mò đi để em xoay cái. Đây đây đây, cho vào xong rồi đi. Toàn hàng tạt nước của anh em ạ. Mặt mình chất là thương mại bán bùn rồi. Con ăn khủng anh em á. Con ăn lấy mất thịt. Phùng Anh Tuấn. Này này này, để cái xôi đây, đây. Để cái xôi to đây. Ô tay bẩn ô tắt rồi. Lau sạch, lau sạch ngón tay đi. Hả? Alo anh. Cô anh Tuấn à? Vâng. Cô anh Tuấn thì con cá em nói đi nè anh. Rồi. Đây là con gì? Giòn bỉ. Nó giòn được bỉ không? Mang về bây giờ chết. Được, theo đây. Chết. Chết. Thank you.
Ăn bùn giỏi lắm. Thank you.
bẩn như một con chuột này. Tình hình là khá là mệt anh em ạ. Tình hình là khá là mệt đấy. Tình hình là hôm nay là ngày mệt nhất của mình. Thầy thật Hà Nội anh em ạ. Hôm nay đến chỗ khác mình mệt nhiều lắm rồi. Cái gì cái gì? Đây đây đây, kéo nhắm vào mấy này xuống đi em. Cho nhắm cho vào mấy xoay xoay này xuống đi. Để cái hoa cái đồ ở kia đấy, để cái kia hẳn hoa này, cái đồ ấy. Đồ phát là, đây là cho từng cái xuống một thôi. Cho cả mấy cái tẻ chứ các thứ cũng được. Đã ném nó xuống đây rồi. Rồi được rồi nhé. À, cuốc của mình này. Khá là mệt anh em. Lần trước thì chị bảo lên live nhưng mà thấy anh Phúc bảo là em bảo cái trang đấy nó đang bị hạn chế gì đấy nên là chưa like. Nếu mà like được rồi thì bảo chị trang đấy để chị lên like cùng luôn em nhé. Với cả em chia sẻ vào nhóm gì thì hôm nào mà không chia sẻ copy link được thì em
đừng chia sẻ thẳng vào nhóm, thì Facebook nó không cho, nên là mình cứ chia sẻ một lần là nó sẽ ảnh hưởng đấy. Và chị thì vẫn chia sẻ bằng điện thoại, em ấn cái chỗ chia sẻ sau ấn chỗ đoạn mà sao chép liên kết, sau em vào em đăng thẳng vào là được mà. Nếu chia sẻ bằng điện thoại thì vẫn copy link được mà. Em chia sẻ quá mà em không hiểu. Hả? Cái gì? Em không hiểu. Không biết là gì. Công việc của anh đi nhỉ, đi nhỉ. Về thôi. Đi ra kia thì rửa một cái đấy. Anh em mình trong này còn một con khủng. Hả? Cho mà nó ra đi. Chơi ra cái gì nhỉ? Cầm cả cái đấy luôn đi. Cầm đi, cầm cái đấy luôn. Cầm cả cho nhỏ luôn. Cầm đủ đồ các thứ chưa? Xẻng. Ra xe rửa và xẻng cho sạch. Rửa, để xô đấy, rửa và xẻng thôi. Hả? Để cái này nhãn cho vứt cái này. Ra nước ngoài kia rửa cho nó sạch nhá. Thôi đi. Cho cái số úp nó xuống. Đấy, úp vào đấy. Úp vào cái này này. Úp thọp nó vào đấy. Anh em mình không được gì với cá. Dép của anh không nhỉ? Anh đi lấy dép được anh đây nhá. Bây giờ tôi phải đi lấy dép đấy anh em ạ. Điện thoại của em đâu nhỉ? Anh nhét vào ấy anh rồi. Cái gì? Cầm anh ơi. Nó không còn do mượn xe ấy như vậy. Em chưa nhắn tin cho mẹ em. Có nhắn không? Kể về mình nhắn. Kiểu gì mẹ cũng biết là ở bên anh rồi mà. Rồi như nào? Cô khá
hành trình của anh em tôi vẫn còn tiếp tục anh em nhé. Mấy anh em cùng theo chân anh em tôi. Rửa chân đã, mình đi rửa chân, phải đi rửa chân chỗ VIP rồi. Anh em cùng theo chân anh em tôi nhá. Đống này khá là nặng các bạn, rất là nhiều. Nay thu hoạch bội thu, không biết nay có bị ăn chửi không nhưng mà nay bội thu rồi. Mệt không? Mệt chưa? Mệt rồi. Anh tưởng nay nó không mệt nữa thì mày người đồng thật. Khá là mệt rồi anh em ạ. Anh em thấy mình cầm cái xẻng giống mỗi mình nhân đi quay cầm cầm bóng lợn. Đây là phóng để phóng trái nha. Hành trình của anh em tôi là đi rửa chân một chỗ sang trọng anh em ạ. Không để rửa những cái chỗ bẩn như thế kia được, mà phải đi rửa chỗ bẩn hơn. Đây được bao nhiêu cái video rồi? Được. Đây được bao nhiêu cái video rồi? Nay á. Ờ. Tám. Chưa nay cả. Chưa nay. Ờ. Một. Đồng trên này đồng á. Anh không phải sợ công an. Tại vì anh có sẵn tiền ở đây để anh trả cho nó rồi. Họ không giữ xe rồi. Hả? Họ không giữ xe rồi. Giữ làm gì? Anh có thể bắt giữ xe lên tận cái sở nó mới lấy được xe. Đây rửa chân là có tiền tặng. Cầm xẻng xếp xuống đây để rửa chân tay các thứ đấy. Xuống anh em mình nghĩ phóng sinh nha anh em. Không phóng sinh cho thằng em tôi lửa đấy. Lấy đèn đấy anh em, lấy từ. Cái xe thằng này nó sạch quá anh em ạ. Sâu á. Xuống đấy mà rửa luôn quần áo luôn các thứ. Cầm cá xuống. Cá xuống rửa luôn một thể. Nước trôi làm sao? Trôi làm sao mà để đánh rửa cho? Em cho một tấm ghế rồi tóm đầu. Rửa chân tay đi cho sạch đi, rửa cả ói nữa. Rửa luôn cả quần áo đi cả, quần áo mình bẩn đấy rồi đấy. Có rửa luôn quần áo không? Có chứ. Này. Rửa lội chỗ ta, đứng đây rửa cái này đi. Sâu anh. Sâu lắm đấy, đừng có đi ra xe nhá. Quá.
hơi sâu ấy, nhưng mà đi. Không, tát chỗ này anh chịu. anh chịu chỗ này. Chỗ này chỉ có mình Cường tát. Ở bên nọ nè, bên này này à, em dịch vụ cho các thằng lấy câu, các thằng lấy câu nhưng thấy họ trả tiền ghê quá. Với ai? Không, không chưa đi với những gì đây mà trên này thấy họ câu vui quá thì chúng tôi bắt được câu. Lấy tay quần áo anh mà mặc, quần áo con đùi thôi. Không còn gì đâu. Chắc cho cái xô này đầy đấy. Xách vào lên cái đổ vào nước đi em. Cả nó nhảy ra mất luôn. Xách hẳn lên trên đấy. Đấy, 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 đổ nữa. Gạn gạn vào tường ấy, gạn vào tường ấy. Có bán cá không? Bán cô ơi. Chả phải mang xuống đâu. Này, để cái xô đấy ở trên đấy đi. Để cái xô đấy trên đấy đi.
anh đéo biết là hồ của anh nó còn chạy hay không. Vẫn chạy. Con đi đầy bùn những lá cam kìa. Em không muốn một cái nhưng mà mình không có tiền. Mấy chục triệu thầy đấy em ạ. Cái xin là mấy chục triệu. Mình cố gắng là sẽ có hết. Thằng anh cũng lấy một cái bên bé 8 triệu thôi mà. Vừa về được hôm đầu tiên lên ruộng với bố một cái. Nên đi sửa về lần thứ hai bay xa nó rơi hỏng hết. Đây là không có tiền. Thôi đi, thôi đi lên. Đây là máy bay mà. Máy bay cũng có đèn pin rồi. Thôi đi. Nào cầm cầm cái này lên. Bay đây. Bay gần thế nhỉ? Đi này, bay là nhà được. Chưa chưa đi 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 lên đi lên đi cầm lên. Bạn không đây đi em đi tí. Uầy, nhiều đấy. Xách ra đi, xách ra. Anh cho em xách cái này về tận nhà trên ghế tay. Mũ này. Uầy, cái yên. Để xuống đấy, xuống mốc ít nước đi em. Mày rửa móng vừa nãy mày rửa móng mày chưa? Rồi. Đi thôi, đây lại. Xem nào, xem không? Cái lồng của em mất rồi. Ôi, cầm làm gì? Toàn hàng gọi là bố của mấy ông câu, không câu được anh ạ. Rồi, cho anh em xem con khó. Khủng nhất đi. Đây anh em nhá. Đấy. Thôi thôi, lấy này em nhìn thôi, quay mày lại chụp. Ai đây, con này con khủng nữa này. Ui. Ui. Ui giời, con lớn to nhất. Đây em nhá. Đây con châu Phi đây. Cũng rất là khủng luôn. Ô bàn tay này. Súng múc thêm một số nữa lên đi. Mấy cân. Không còn này to rồi. Đèn để lại tắt rồi. Hết pin.
phê. Anh em tôi sẽ kết thúc cái video này đấy anh em nhá. Xin chào và hẹn anh em ở những video tiếp theo. Và từ từ đã, chưa chào gọi. Đi về. Cầm cái này về ấy nhá, cái này nhá. Đổ bớt nước rồi. Đổ bớt nước. Okay. Đổ bớt nước. Cánh đường mà. Đổ bớt nước cho nó đỡ này. Rồi 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 rồi. Về nó gì gì nó chết rồi. Có mấy xẻng em ơi. Hết tối rồi anh em ơi. Chúng tôi sẽ kết thúc video này đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.